Kính thưa quý vị, một cuộc chạy đua của ông già Noel tại Peru, tin tự Juan Cancayo, Peru. Trước chuyến đi vòng quanh thế giới trong đêm Giáng sinh, ông già Noel hay ít nhất hàng chục người ăn mặc như ông già Noel đã tham dự trong một cuộc chạy đua ngang qua thành phố của Juan Cayo thuộc tỉnh Chuncheon của Peru, đặt địa điểm bên ngoài thủ đô Lima. Rung lên những tiếng chuông và tiếng cười hô hô hô, những ông già, bà già Noel trong màu sắc của trang phục trắng và đỏ đã chạy 6 đoạn đường ngang qua trung tâm thành phố đến ngã tư của đường Girón Ayacucho và Rio. Cơ quan tin tức Andina tường trình, người đến đầu tiên sẽ được tặng thưởng tiền mặt để trong phong bì cũng như một số đồ vật thể thao. Hàng trăm người đã đứng ở hai bên đường để xem cuộc đua, tổ chức bởi các khu đô thị của Juan Cayo. Ana Torres, người thắng trong cuộc đua về phía nữ giới, cho biết cô đã được hỗ trợ bởi chính những bà già Noel cùng tham dự trong cuộc thi, khiến cho cô có thêm nhiều hứng khởi để về đến đích. Cuộc đua về phía nam về tay của Samuel Rivera, người nói rằng anh đã chạy thật nhanh và quyết tâm giành chiến thắng. Ông già Noel ăn mặc đẹp nhất cũng nhận được một phần thưởng đặc biệt. Cuộc chạy đua được nhắm vào để đánh thức tinh thần Giáng sinh và truyền bá tình yêu hạnh phúc trong thành phố.